Sau đây thì Nhiên sẽ hướng dẫn mọi người nhảy bài Mary Shepherd nha. Bài này chúng ta sẽ có 4 cơ nhịp 8 và chúng ta bắt đầu bằng chân phải. Sau đây mình sẽ xoay lại và để chúng ta cùng nhảy theo nhé. Ở tư thế này chúng ta bắt đầu bằng chân phải di chuyển này. Chân phải chúng ta di chuyển ngang bước. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. Kết thúc câu đầu tiên nha. Câu thứ hai chúng ta di chuyển bước chân phải lên. Đánh không? 1, 2, 3, 4, 5, xoay, nháy, 7 và 8. Mình sẽ làm lại câu thứ nhất và câu thứ hai luôn nha. Như thế này bước này. 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Ở câu thứ 3 chúng ta sẽ giống y như câu thứ 2 nha. Tiếp tục bằng chân trái bước lên, đánh không? 1, 2, 3, 4, xoay, 5, 6, nháy, 7 và 8. Câu thứ 4 chúng ta tiếp tục di chuyển chân phải sang bên ngang phải này. 4, lùi sau, 2, 3, 4, di chuyển về, 5, 6, 7, xoay và chúng ta đổi hướng sang tường thứ hai. Mình sẽ hướng dẫn lại một lần nữa nha. Chúng ta sẽ kết hợp cả tay luôn nha. 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc ở đây và chúng ta chuyển lại tường thứ hai luôn nha. 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tường thứ 3, 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tường thứ 4, 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 2, 2, 3,